Bác Phú. Hả? Đã chào ủng hộ cái kẻ ní để ra ngoài chỗ mấy người bị bão lụt ngoài Bắc rồi. Cái gì đó? Cà khô rím lạc. Mi tên chị Huyền hay? Hả? Huyền Thập Cầm à? Dạ. À, cà khô rím lạc hả? Ôi giờ cháu mình ngon lắm, bạc ra bạc. Mấy hộp đây? Dạ, 5 hộp. Huyền Thập Cầm à? Dạ. Huyền Thập Cầm ghi răng vậy? Thì ghi Huyền Thập Cầm thì ghi răng. Bị để ta suy nghĩ nè. Chữ mà miếng ghi, miếng biết chữ mà ghi mà dọc cái vậy. À thôi mi quá ghi cho bạc ấy. Ghi đi. Mi ngồi đây mi ghi cho bạc ấy. Chào. Ngồi đây ghi cho bạc cái gì? À quên, bạc biết chữ hả? Tao biết chữ, mi ngồi đây ghi cho tao. Rồi biết chữ đăng ghi đi. Là tao giao cho chết miếng mi là phó thư ký của chủ tịch thôn. Rồi, ghi vô, Huyền Thập Cầm. À, là 5 hộp cà khô. Rồi. À, tiếp đi. Cà khô. Rồi, trong thôn ủng hộ bà con lụt bão 2 ký cà khô. Đây, em tên gì? Tôi là Thông ở trong thôn đi. Dạ. Thông. Dạ. Thông. Rồi. Là Duy Hiền, đứa con gà ấp mà thôi quả khổ. Thôi chứ đi bán con gà đi, đem tiền về đây. Chứ đừng bưng bã cầm con gà ra ngoài tận ngoài Bắc á. Thì ấy thì họ có cái gì ủng hộ cái này cho bác mặt cười. Rồi thôi thì con gà ấp mà đem đi đây lại. Con gà trộn mà đi ấp. Rần hả? Gà trộn tới đây. Gà mái ấp tới đây. Bác trộn gà. Gà mái à? Gà mái. Thôi đưa đây cho tôi. Gà chứ đâu thì gà mà. Gà mái ấp tới đi. Gà mái ấp rồi. À con Long thì già tôi cũng già rồi. Thôi thay mặt cảm ơn. Đi. Mà bác nhớ cái con gà ra ngoài cho hóng nghe. Rồi đến Mù Liên. Đây, Mù Liên đây. Mù cho Mù Liên cái báo chi to nữa. Mít à? Cậu đâu ấy? Hả? Cậu à? Gạo. Ừ, bữa nay họ nói gạo, mày bữa tôi chỉ nói cậu. Mù Liên, một bao gạo. Mày long đây, phải quý. Mày chả chứ không biết mấy, nghe nói ủng hộ bữa bớn lưa. Mù Liên một bao gạo rồi. Mà chạy đó cơ. Dạ. Con cần tên chung, ủng hộ ai thì công phin. Em chung. Hả, chạy công phin. Công phin là chi? Công phin là trẻ bín. Hả, trẻ bín. Trẻ bín ha, rồi cảm ơn ngài. Con ăn ngoài nữa đây, con ăn ngoài nữa vô bác con rồi. Mấy người rồi? Dạ, 5 người rồi bác. Cả thôn được 5 người thế à? Thôn miếng thì được mấy người đó mua về cho nhiều. Đi có cái lồn đấy không? Lồn nó thì cái chứ 5 người đấy, 5 đúng đấy phải. Đó con gà này là 5 đâu phải. Ai chú chiến? Cháu tôi ủng hộ đồng bào một bão con trâu. Ôi cháu ơi, chú ủng hộ cả con trâu nữa nè. Con trâu nữa đáng là em phải bán đi không thôi là mình răng mà tôi đem con trâu nữa đi được. Vừa nay có ô tô rồi. Ô tô rồi tôi chịu ô tô thuê ra. Rồi thì cùng dành cho chú thì chú ủng hộ cái chi lấy cái này đi. À rồi thì đặt ra thôi ra nữa. Chú đặt sao sao cho cháu về hết. Sao chuông á, cô lại cho tôi nghe chưa. Con trâu đực cái trâu kỹ á. Mà trâu đực đó. Mà trâu đực, mà trâu đực bạc cái chỗ. Cái gì của con người miếng biết chữ ghi con đó là. Chú Chiến ủng hộ con trâu đực. Mà trâu đực. À chú Chiến ủng hộ. Mà trâu đực. Mà trâu đực rồi. Rồi. Chứ con ai nữa ba con, con ai nữa hả? À. Thì hết rồi bác đi. À, là Hồ Tinh Quý, ghi vô để cho tao. Hồ ủng hộ à bác? Ừ, Hồ Tinh Quý. Hồ Tinh Quý. 98A, Đặng Duy Trữ, thành phố Huế. Ủng hộ ba con là 500.000. Dạ rồi, ủi 500.000 luôn à? Ừ, Nguyễn Thị Ngọc Hương, ở thị xã Quảng Trị. Ủng hộ cho ba con là 200.000. Dạ. Ừ. Thanh Hương. Rồi. Ở Ba Đồn. Rồi. Quảng Bình đều là lâu ni sinh sống một trong Sài Gòn Thủ Đức á, trong thành phố Hồ Chí Minh á. Là ủng hộ 1.000.000 đồng. Ui chào nhiều hả? Ừ. Rồi, con ai nữa? Nhung Nguyễn, quê Lê Thủy. Rồi. Quảng Bình đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Dạ. Ủng hộ 1.000.000 đồng. Dạ. Nguyễn Văn Sinh ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, ủng hộ 200.000 đồng. Vợ chồng Hùng An ở Bình Dương, ủng hộ 500.000 đồng. Mà bác ngồi rồi mà viết tự nhiên tôi qua ủng hộ đâu, bác tôi ngồi viết mới nữa. Thì ta tuyển mỹ mình thứ kỹ cho tao tên đi. Thôi được rồi, là về đi. Về cho rồi. Về đi. À, tới chợ đi chợ mình lâu đi mày. Bác Vô. Hả? Rồi bác đi mua mà chợ lung lung lăng lăng bây giờ. Tao đang đi ủng hộ đồng bào miền Bắc đây. Chợ đi ra ngoài miền Bắc á? Chợ răng nữa. Ôi, tao ơi,
Rồi ngày qua ba con ủng hộ là bác chờ đi vậy, nó xe tới chờ đi à? Ủng hộ rồi ngày qua ba con tới ủng hộ là tôi đạp xe đạp đi đấy. Ê, bác bị điên à? Sao mình nói tao điên? Đi chạy đi đây ra ngoài bác hả? Ừ. Em mà bác này đang bác chạy từ đây ra ngoài bác á. Cái đôi cái mặt mí đừng có mất dài nghe chưa. Ê, tôi nói thiệt, tôi tự nhiên không để xe chờ đi, miếng chờ ra ngoài bác đi xe đạp, em phải điên. Mà tao đây hay là mà ai đây cái chó tao? Ôi tao ơi. Tao đi mang từ thiện bằng cái tâm. Ôi tao ơi. Ôi tao ơi, cái chim ôi tao ơi. Em mát rồi, tự nhiên chờ đi lung lăng đi, tình ra ngoài bác. Mình bán cái mát tao mãn. Tao là tao chờ ra ngoài bác, tao đi một ngày, tới tao đi hai ngày. Giờ bác chờ ra ngoài xong bác vô e trơn mắt mà ngất xỉu. Ngất xỉu cái chi, tao đi một ngày, tới đi hai ngày, tao đi cả tháng, tao đi cả năm. Ê, tôi chờ chỗ ai điên nhông bác. Tao mà ra, tao đi cả năm luôn, mà tao ra ngoài nở, mà hồ dồn dẹp hết sống là hết bao hết lụt là tao đạp, tao chờ ngược về lại. Bác chờ đi có thì có vô lại được không, để tôi đi chờ cho nó. Nói với bác là mệt lắm, nói bác không biết đấy. Em đi gọi xe đi. Cái con người mày là người có chữ. Ôi trời ơi, người ngơ. Tôi đạp ra tận ngoài bắt mà nói là hôi tế, họ đi chiến đấu họ. Rồi bác đạp đi.